Thưa quý vị, việc huy động vốn khi chưa đủ điều kiện ở các dự án bất động sản là câu chuyện không mới. Dù đã có cảnh báo từ cơ quan chức năng cũng như là chế tài xử lý, tuy nhiên vấn đề này vẫn liên tục xảy ra. Mới đây, đường dây nóng của truyền hình Quốc hội Việt Nam nhận được kiến nghị của hàng trăm người dân phản ánh về dự án khu nhà ở đấu giá xã Dũng Liệt, tỉnh Bắc Ninh cũng đang có tính chất bất thường trong việc mở bán và huy động vốn khi một lô đất có tới 2 người cùng sở hữu. Dự án khu nhà ở đấu giá tại xã Dũng Liệt, tỉnh Bắc Ninh. Để có 2 lô đất này, anh Minh phải bỏ ra gần 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên sau 1 năm, cũng 2 lô đất này lại được một chủ đầu tư khác bán lại cho người khác. Ngày 25 tháng 8 năm 2022 thì là người dân chúng tôi với lại rất là tá hỏa khi phát hiện ra là công ty đô thị họ lại mở bán và đúng cái dự án của chúng tôi đã mua rồi. Và khi chúng tôi tìm hiểu là mới biết là một lô đất thì hiện tại bây giờ là có bán cho 2 người đấy. Thế cho nên là bây giờ tất cả những người dân chúng tôi đã đầu tư vào cái dự án Dũng Liệt này là thấy là rất là lo đấy và bức xúc vì bây giờ tại sao cái dự án này đã được bán hết từ lâu rồi, dân chúng tôi chỉ là chờ đấy sổ đỏ thôi. Thế mà đến bây giờ lại mở bán tiếp. Theo khảo sát của phóng viên, gần 300 lô đất đã được bán hết thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc góp vốn. Dự án này do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và xây dựng khu đô thị làm chủ đầu tư. Đơn vị phân phối là công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh. Điều kỳ lạ, từ nay khách hàng vẫn chưa rõ ô đất của mình ở đâu. Dự án vẫn chưa đi đến tiến độ đến đâu cả mà cũng không cầm được một cái sổ nào cả. Diện tích đất đây thì tôi thì chưa được giao mà tôi chỉ nhìn trên cái bản đồ của các bạn tư vấn cho mình thôi. Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, dự án có tên gọi khu nhà ở thôn Lạc Trung với tổng diện tích 8,51 ha. Hiện nay, trước nhiều thông tin bất thường tại dự án, Sở Xây dựng cũng đã nhận được phản ánh của người dân và đang xác minh làm rõ. Đối với chủ đầu tư là nghiêm cấm cái việc ủy quyền cho các đơn vị liên danh, liên kết hoặc hợp tác được ký hợp đồng mua bán cũng như là hợp đồng đặt cọc để giành vị trí mua nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Phía chủ đầu tư khẳng định đến thời điểm tại là chưa ký hợp đồng mua bán với bất kỳ cá nhân tổ chức nào. Trong trường hợp mà phát hiện các cái hành vi vi phạm thì Sở Xây dựng cũng đề nghị các cá nhân cung cấp tài liệu liên quan đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, dự án vẫn chưa được giao dịch do sổ đỏ của dự án tại ngân hàng chưa được giải chấp. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Bắc Ninh cũng đã vào cuộc để xác minh, làm rõ các kiến nghị của người dân.